Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Toàn cảnh vụ máy bay Tổng thống Iran rơi Sáng ngày 19 tháng 5, Tổng thống Raisi, 63 tuổi, cùng các quan chức cấp cao của Iran đã đến dự khánh thành một con đập ở biên giới giữa Iran và Azerbaijan. Trực thăng chở Tổng thống Raisi là một trong ba trực thăng chở quan chức Iran tới sự kiện tuy nhiên chỉ hai chiếc trở về an toàn, trong khi chiếc chở ông Raisi được cho là đã bị rơi. Một số trang tin của Iran đưa tin lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Ramati, người đi cùng trực thăng với Tổng thống Raisi. Ông Ramati được cho là nói rằng ông bị thương nặng và có thể nghe thấy tiếng còi báo động. Tuy vậy, thông tin cũng chưa được xác nhận. Trong khi đó, nhà báo Arad Azizi của The Atlantic trích dẫn một nguồn tin thân cận với Tổng thống Iran nói rằng Tổng thống Raisi có thể đã không qua khỏi sau vụ rơi trực thăng. Theo nguồn tin chính quyền Iran đang tìm cách thông báo tin này mà không gây tình trạng hỗn loạn. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20 tháng 5 đưa tin, một máy bay không người lái của nước này trong quá trình tham gia tìm kiếm trực thăng chở tổng thống Iran Raisi mất tích đã phát hiện tín hiệu nhiệt nghi là từ mảnh vỡ của chiếc trực thăng mất tích trước đó một ngày. Theo trang tin Fars, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một điểm cháy ở vùng Tavin và đội tìm kiếm đang được điều động đến đó để xác minh. Một tư lệnh cấp cao của vệ binh cách mạng hồi giáo Iran xác nhận thông tin máy bay không người lái thổ Nhĩ Kỳ xác định được tín hiệu nguồn nhiệt nghi của trực thăng mất tích. Hiện tại lực lượng cứu hộ đã thu hẹp khu vực tìm kiếm nơi được mô tả là khu vực đồi núi hiểm trở. Trước đó một tư lệnh quân đội Iran nói rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy địa điểm chính xác của trực thăng thông qua tín hiệu từ trực thăng và tín hiệu điện thoại của một thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên người đứng đầu hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ Iran, Pierre Hossein Coulivan đã bác bỏ thông tin. Trực thăng mất tích chở 9 người Theo trang tin Tatnim, trực thăng mất tích chở 9 người gồm 3 quan chức cấp cao, trong đó có Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Amir Abdullahian, một giáo sĩ, nhân viên an ninh và thành viên phi hành đoàn. Trực thăng gặp nạn là loại Bell 212 do Mỹ sản xuất. Iran sở hữu nhiều loại máy bay trực thăng, nhưng các lệnh trừng phạt quốc tế khiến việc mua linh kiện trở nên khó khăn. Hiện chưa rõ nguyên nhân trực thăng gặp nạn, song theo đánh giá ban đầu, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân. Nơi trực thăng gặp nạn là vùng đồi núi, thời tiết giá rét, sương mù dày đặc. Mohammad Marandi, một nhà phân tích chính trị Iran cho biết khi trực thăng cất cánh, thời tiết thuận lợi, tuy nhiên thời điểm đã thay đổi nhanh chóng và mưa lớn. Các nước hỗ trợ tìm kiếm, nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ Iran tìm kiếm cứu hộ trực thăng gặp nạn. Bộ ngoại giao Iran đã đánh giá cao việc nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế sẵn sàng hỗ trợ Iran tìm kiếm cứu hộ trực thăng chở tổng thống Raisi và ngoại trưởng Abdollahian mất tích nhiều nước tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Iran, gồm có Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Armenia, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu. Trong đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã gửi máy bay và đội tìm kiếm đến Iran. Theo truyền thông Iran, Nga dự định cử máy bay chuyên dụng 50 nhân viên tìm kiếm chuyên nghiệp ở vùng núi đến hiện trường vụ rơi trực thăng ở Iran. Trực thăng rơi ở vùng đôi núi ở biên giới Iran, Azerbaijan. Theo cập nhật của RT, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực mà máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện nguồn nhiệt khả nghi song không tìm thấy bất cứ mảnh vỡ nào của trực thăng chở Tổng thống Raisi. Trong khi đó, một số trang tin Iran nói rằng đội cứu hộ đã tìm thấy trực thăng mất tích. Thông tin hiện còn khá nhiễu loạn, hội trang lưỡi liềm đỏ Iran chưa đưa ra bình luận. Iran xác nhận định vị được trực thăng chở Tổng thống bị mất tích. Trang tin ISNA dẫn lời ông Pierre Hossein Kolivan, người đứng đầu hội trang lưỡi liềm đỏ Iran, Sáng nay, 20 tháng 5, cho biết đội cứu hộ đã định vị được và tiếp cận khu vực được cho là nơi trực thăng chở Tổng thống Ibrahim Raisi và một số quan chức cấp cao đã rời. Các đội tìm kiếm và cứu hộ của trang lưỡi liềm đỏ đã đến được hiện trường vụ rơi trực thăng chở Tổng thống. Hội trang lưỡi liềm đỏ Iran cho hay. AP dẫn lời ông Colivan cho hay đội cứu hộ đã phát hiện xác trực thăng chở Tổng thống Raisi từ khoảng cách 2 km và đang trên đường tới hiện trường. Ông không tiết lộ thêm chi tiết mà chỉ nói rằng tình hình không được khả quan. Theo lời ông Colivan, hiện có ít nhất 73 đội cứu hộ ở hiện trường vụ tai nạn gần làng Tavin, ở tỉnh đông Azerbaijan của Iran. Bức ảnh đầu tiên về hiện trường rơi trực thăng Hiện trường vụ rơi trực thăng Truyền thông Iran đồng loạt đăng tải bức ảnh được cho là hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi. Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đây là một khu vực rừng núi. Không phát hiện dấu hiệu sự sống ở hiện trường vụ rơi trực thăng. AP, Reuters dẫn thông tin truyền thông quốc gia Iran cho biết không phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường vụ rơi máy bay. Một nguồn tin nói với Reuters rằng trực thăng chở Tổng thống Raisi dường như đã bị cháy rụi, hy vọng sống sót rất thấp. Hãng tin Iran của Iran nói rằng lực lượng cứu hộ không tìm thấy ai sống sót tại hiện trường vụ rơi trực thăng. Chính phủ Iran chưa đưa ra bất cứ xác nhận nào. Trực thăng chở Tổng thống Iran bị cháy rụi, hình ảnh xác trực thăng bị cháy. Al Jazeera. Dẫn lời người đứng đầu hội trang lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Raisi và dự kiến tiếp cận xác máy bay sau vài phút nữa. Các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được xác trực thăng, không có dấu hiệu sống sót nào của những người trên khoang sau khi xác định được vị trí trực thăng rơi. Truyền thông Iran dẫn lời người đứng đầu Hiệp hội trang lưỡi liềm đỏ Iran, Bia Hossein Colivan. Các hình ảnh thông tin từ các nhóm cứu hộ cho thấy toàn bộ phần buông lái của trực thăng bị cháy và hư hại nghiêm trọng, hiện không có dấu hiệu của sự sống. Truyền thông Iran xác nhận Tổng thống và loạt quan chức thiệt mạng. Truyền thông chính thống của Iran trong đó có Press TV và Menus xác nhận Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Abdullahian cùng toàn bộ hành khách trên trực thăng bị rơi ngày 19 tháng 5 đã thiệt mạng. Đài truyền hình quốc gia Iran cũng đã xác nhận. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy trực thăng bị thiếu rụi, mảnh vỡ vàng vãi, nhiều thi thể có thể đã bị cháy không thể nhận diện. Hiện trường xác trực thăng Theo giới chức Iran, 9 người có mặt trên khoang của chiếc trực thăng xấu số gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Amir Abdullahian, thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan, Malek Ramati, một số thành viên an ninh và phi hành đoàn. Vụ tai nạn xảy ra sau khi ông Raisi và các quan chức tới dự một lễ khánh thành đập ở vùng biên giới. Ông Raisi từng cam kết đến thăm từng tỉnh trong số 30 tỉnh của Iran, ít nhất mỗi năm một lần, và do đó ông thường xuyên di chuyển khắp đất nước. Chính phủ Iran họp khẩn Hãng tin IRNA cho biết chính phủ Iran đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào hôm nay 20 tháng 5 sau khi xác nhận tổng thống raisi cùng với ngoại trưởng và một số quan chức khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng, một bức ảnh được irna chia sẻ cho thấy chiếc ghế mà ông raisi thường ngồi đã bị bỏ trống và treo một tấm khăn đen để tưởng niệm. kế hoạch quốc tàng sẽ sớm được công bố. chuyên gia phân tích nguyên nhân vụ rơi trực thăng, xe cứu thương trên đường dẫn đến hiện trường vụ rơi trực thăng sương mù dày đặc. theo các nhà phân tích thời tiết có thể là nguyên nhân chính gây ra vụ rơi trực thăng chở tổng thống Iran raisi. Thời tiết cùng lúc có sương mù, mưa và nhiệt độ thấp, với nhiệt độ dưới 10 độ C, nguy cơ xảy ra hiện tượng đóng băng ở các cánh quạt ở độ cao sẽ cao hơn, rất có thể động cơ trực thăng bị hỏng, CNN dẫn nhận định của một nhà phân tích. Ngoài ra nhà phân tích này cũng không loại trừ khả năng quá trình bảo dưỡng trực thăng không được đảm bảo trước chuyến bay. Các lệnh trừng phạt quốc tế có thể khiến Iran khó tìm được nguồn linh kiện thay thế khi cần. Chính phủ Iran sẽ không bị gián đoạn. Chính phủ Iran tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động không có sự gián đoạn dù là nhỏ nhất sau khi Tổng thống và Ngoại trưởng thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.